Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, nhằm ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận cùng với lãnh đạo tập đoàn Phú Cường và các công ty thành viên tổ chức khánh thành tuyến cầu đường giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Thuận và trao quà Tết cho người nghèo trong xã. Theo đó, công trình được xây dựng mới và nâng cấp mở rộng cầu đường nối liền từ đoạn kênh Hạc đến kênh Chính và mở rộng mặt đường hiện hữu, kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc theo tuyến đường theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Hệ thống cầu đường giao thông được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài hơn 5 km và rộng 3,5 m, tổng vốn đầu tư là hơn 8 tỷ đồng do tập đoàn Phú Cường tài trợ. Cầu và đường nông thôn hoàn thành sẽ kết nối với cầu Ranh Hạc được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021, giúp việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân giữa các địa phương ở huyện Vĩnh Thuận được dễ dàng, thuận tiện hơn, nhất là trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặc dù trong năm 2021 do ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh của các công ty trong hệ thống tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Song với truyền thống được duy trì thường xuyên từ nhiều năm nay, với phương châm kinh doanh là để phụng sự xã hội. Do vậy, dù có khó khăn, nhưng Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường vẫn quyết định tài trợ để xây dựng mới và mở rộng hệ thống cầu đường giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng còn khó khăn. Cái địa phương cũng như bà con còn khó khăn hơn nhiều so với những cái năm trước đây, cho nên chính vì vậy, mặc dù công ty khó khăn, nhưng cũng chích một phần về cái không phải là lợi nhuận nữa mà chích một phần cái tiền vốn của mình để muốn chia sẻ với bà con để vượt qua những cái khó khăn đó. Thứ hai là chia sẻ với chính quyền địa phương là nhiều hơn những năm trước, không phải riêng về cái cầu đường không hay là những cái quà Tết, mà còn kể cả cái những cái thiết bị y tế tài trợ trong những cái tháng vừa qua, những cái cao điểm dịch bệnh đó, thì sẽ góp phần nhằm để lại để chia sẻ với cái khó khăn này với cái xã hội. Phát biểu tại lễ khánh thành thông xe cầu đường giao thông nông thôn, ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quý báu của tập đoàn Phú Cường nói chung và ông Nguyễn Việt Cường nói riêng đã luôn đồng hành chia sẻ cùng chính quyền, không chỉ tài trợ kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn mà còn thường xuyên tổ chức tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện. Sự đóng góp đó của Phú Cường góp phần chung tay cùng với chính quyền sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ở góc độ cấp ủy địa phương, chúng tôi trước tiên là bày tỏ lòng tri ân đối với cá nhân của ông Nguyễn Việt Cường và tập đoàn Phú Cường Kiên Giang. Nhiều năm qua đã có nhiều cái đóng góp ủng hộ trong quá trình huyện xây dựng nông thôn mới cũng như chăm lo cái chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng với huyện đó là coi như đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và huyện đã coi như là đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Dịp này, công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang và công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Cường đã trao tặng 2.000 phần quà Tết cho người dân ở xã Vĩnh Thuận, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng là 1 tỷ đồng. Đây là chuỗi các hoạt động chia sẻ yêu thương, chung tay vì cộng đồng, sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã được các công ty thành viên trong hệ thống tập đoàn Phú Cường tổ chức thực hiện từ đầu năm 2022.